Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 25 tháng 3 thứ sáu tuần vừa rồi là một tuần mà chúng ta nhận thấy rằng thị trường chạy khá là sát theo kịch bản mà chúng ta mong chờ đó là đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục à, có cái sự tăng trưởng đi lên như là trên biểu đồ mọi người nhận thấy ở đây đúng không ạ trên biểu đồ H1 gần như là chỉ số DXY tăng nguyên cả cái ngày à, hôm thứ sáu vừa rồi mặc dù rằng là cũng không có nhiều các cái thông tin kinh tế quan trọng à, được công bố ở bên phía đồng đô la Mỹ tuy nhiên có một điểm chúng ta hết sức lưu ý vào cái vận động của cái ngày thứ sáu đó là mặc dù đồng đô la Mỹ thì có cái sự tăng trưởng trở lại thế nhưng hướng đi của lợi tức trái phiếu à, Hoa Kỳ á, thì đã không có còn mạnh như vậy nữa. Chúng ta nhận thấy rằng lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ á, có cái xu hướng đang giảm trở lại khá là mạnh. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trên biểu đồ H1 cũng như là biểu đồ H4 dường như là đang có một cái sự đảo chiều đi xuống rất là mạnh mẽ. À, điều này á, thì cũng đồng bộ với lợi tức trái phiếu kỳ hạn hai năm, thước đó vốn được xem như là leading hay là dẫn dắt cho cái xu hướng sức mạnh của đồng đô la Mỹ cũng có cái sự điều chỉnh đi xuống. À, bất chấp một cái phiên thứ năm ngày trước đó có cái sự đảo chiều đi lên, gợi ý cho kịch bản đồng đô la Mỹ mạnh vào ngày thứ sáu. Nhưng ngày thứ sáu khi mà đồng đô la Mỹ thật sự đi lên rồi á thì lợi tức lại có cái xu hướng giảm trở lại. Tại vì sao điều này lại quan trọng? Tại vì chúng ta biết rằng là khi lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ rớt xuống như thế này á sẽ làm giảm cái mức độ chênh lệch lợi tức trái phiếu giữa hai cái quốc gia. Thí dụ như là Nhật Bản và Mỹ như chúng ta thấy ở đây. Hiện tại vào cái ngày thứ Sáu á chúng ta cũng đã đề cập đến cái kịch bản đó là cặp tiền USD JPY có thể sẽ giảm trở lại từ cái bối cảnh mà chúng ta nhận thấy rằng trong ngắn hạn khi mà hướng đi của tranh lệch lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ và của Nhật có cái xu hướng đang rớt xuống rất là mạnh. Như chúng ta thấy ở đây á, thì cái đường màu vàng tức là cái tranh lệch lãi suất thì đang có cái xu hướng đi xuống rất là nhiều trong cái bối cảnh cái cặp tiền USD GBN á, thì quay trở lại test lại cái đáy cũ và rất có khả năng cái vùng này sẽ là một trong những cái vùng đảo chiều chính. Tại vì chúng ta biết rằng ở trong quá khứ vùng 152 này ấy, trên biểu đồ daily chúng ta cũng nhận thấy rằng đó là gì ạ? là cái mức cao nhất trong lịch sử mà cặp tiền USD JPY đã từng đạt được. Cho nên khi tiếp cận quay trở lại cái vùng này á, kèm theo cái sự giảm của lợi tức trái phiếu như thế này thì rất có khả năng sẽ có cái sự đảo chiều hay là sự đi xuống của cặp tiền USD JPY bất chấp cái bối cảnh rằng là chúng ta thấy rằng là đồng yên Nhật hiện tại đang trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất. Bất chấp cái bối cảnh đó là lãi suất của yên Nhật vẫn còn thấp nhưng chúng ta cần lưu ý đó là cái hướng đi về cái chính sách của ngân hàng trung Quốc nhật BOJ thì đã chuyển mình từ một cái động thái đó là lới lỏng chuyển sang thắt chặt dần đó là động thái tăng lãi suất trong cái cuộc họp gần nhất vừa rồi đúng không ạ sáng sớm ngày hôm nay ấy, thì lại có một cái phát biểu liên quan đến một cái quan chức của uh, quan chức tiền tệ của um, uh, nhật bản đó chính là uh, Dilopmat Kenda đúng không ạ thì ông có nói rằng đó là sẽ theo dõi chặt chẽ cái sự dịch chuyển của uh, thị trường FX để có những cái hành động kịp thời hay là khẩn cấp thì chúng ta nhận thấy rằng trước đây với những cái phát biểu như thế này á, của phía Nhật Bản thì đều ám chỉ cái động thái đó là can thiệp vào thị trường tiền tệ ngàn nhằm tránh cho đồng yên bị rớt giá rất là nhiều giảm giá rất là nhiều thì trong bối cảnh USD JPY quay trở lại tiệm cận cái đỉnh cũ 152 lại kèm theo phát biểu như đó cùng theo hướng đi của lợi tức trái phiếu rớt xuống như thế này thì rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến cặp tiền USD JPY sẽ có những cái sự đảo chiều đi xuống trong cái thời gian tới bất chấp một cái sự chênh lệch lãi suất vẫn còn rất là lớn nha. Trở lại với vẫn tiếp tục với USD chúng ta chắc hẳn sẽ còn nhớ cái biểu đồ mà mình từng nói uh, trong cái bản tin cập nhật ngày thứ sáu đó chính là yên future đúng không ạ? Yen future trên một biểu đồ weekly là chúng ta hết sức lưu tâm đến một cái trạng thái đó là chạm đến cái vùng giá thấp nhất trong lịch sử của đồng yên Nhật đúng không ạ? Và cũng đồng thời forming một cái khu vực support rất là chắc chắn gồm ba uh, cái đáy trên biểu đồ weekly thành ra mà nói chúng ta cần phải quan tâm hết sức quan tâm khu vực này đây có thể sẽ là một cái khu vực đảo chiều chính của đồng yên nhật đi lên kèm theo đó khi yên nhật chúng ta biết rằng khi yên nhật đi lên như vậy rất có thể sẽ là gây áp lực lên các cái cặp tiền có yên ở dưới mẫu số và đẩy các cặp tiền này theo chiều hướng giảm xuống mình đang tìm kiếm một cái cơ hội bán xuống đối với lại usd gpn và chúng ta có thể sẽ xem xét kích hoạt dần vị thế nếu như mà ngày hôm nay nó xuất hiện những cái mẫu nến trong ngày thí dụ như là em formation đúng không ạ hoặc cũng có thể là uh, những cái mẫu hình head and shoulder formation chẳng hạn trading sideways breakout chút đẹp nhất có thể quét qua đáy cũ đỉnh cũ lên một một phần á thì càng tốt hơn đúng không ạ sau đó rút chân để lại phần dâu nến và đó sẽ là cái cơ hội cho phép chúng ta tìm kiếm cái cơ hội bán xuống uh, trong cái ngày hôm nay nha không chỉ riêng yên nhật đâu chúng ta sẽ còn thấy rằng là cái mà sự đi xuống của lợi tức trái phiếu của hoa kỳ vào cái ngày thứ sáu á đã kết thúc một loạt cái sự phân kỳ trên các cặp tiền tệ chính khác, thí dụ như EUR USD. Anh chị em ở đây có thể nhận thấy rằng là EU thì đi xuống uh, nguyên cả ngày thứ sáu, phù hợp với cái tinh thần nhận định chung trong các bản tin cập nhật trước đó chúng ta đã làm đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ lại nhận thấy rằng đó là trên lệnh lợi tức trái phiếu của Đức và Đức vốn là quốc gia xem đại diện cho khu vực châu Âu đúng không ạ? Và nước Mỹ thì chúng ta nhận thấy dường như cũng đang trước lại chúng ta có thể nhận thấy rằng là gì ạ? trước đó cái Đà rớt xuống khá là mạnh mẽ vào cái ngày thứ sáu nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thời điểm hiện tại á, thì dường như cái chênh lệch này đang có một chút xu hướng nhen nhúm bùng nổ quay trở lại cái xu hướng tăng đúng không ạ? và nếu như cái um, lợi tức trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ vẫn trong cái xu hướng tiếp tục rớt xuống mạnh như này á thì rất có thể chúng ta sẽ nhận thấy rằng nó là gì? Ạ? cái chênh lệch đó sẽ còn tiếp tục bùng nổ đi lên và nếu như thế cặp tiền euro usd có thể cũng sẽ không giảm thêm bao nhiêu lâu nữa. chúng ta chuyển lên một cái time frame đó là à, H4 thì chúng ta cũng nhận thấy dường như EURUSD đang chạm đến một khu vực hỗ trợ cứng đúng không ạ? Đây là một trong những cái vùng hỗ trợ khá là cứng. À, mức giá cụ thể của nó chính là loanh quanh khoảng chừng 1.08 à, 1.08 đúng ạ, con số round number cũng rất là đáng chú ý. Cho nên nếu như tại cái vùng này có thể xuất hiện cái cái mẫu nến, thí dụ như là bear trap thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên nha. Bear trap nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là đạp xuống phía bên dưới này một chút, sau đó nhanh chóng rút chân cover và quay đầu đi lên phần này để lại một phần một cái mẫu nến mua lên, thí dụ như là pin bar, thí dụ như là bullish engulfing tại đây chẳng hạn, đúng không ạ? Bullish engulfing tại đây chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta hay là những cái phần dấu nến như này chẳng hạn, chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên tại cái khu vực 1.08 một con số round number rất là đáng chú ý này nha các cái cặp tiền tệ khác cũng có những cái nét tương đồng như vậy thí dụ như là đô la úc anh chị em có thể nhận thấy rằng là đô la úc hiện tại thì đang tiệm cận đến cái khu vực hỗ trợ chính là 0.65 đúng không ạ xem xem khoảng 0.65 song song cái bối cảnh đó trên biểu đồ h1 chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng là cái hướng đi của trên nền lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của úc của của mỹ cũng kể cái câu chuyện tương tự đúng không ạ đó là chênh lệch này đang trong cái xu hướng bùng nổ đi lên Mặc dù cặp tiền này ấy, thì rớt xuống cái khu vực hỗ trợ phía bên dưới Thành ra mà nói rất có thể đây sẽ là cái sự uh, Cái dấu hiệu uh, báo hiệu cái khả năng có thể sẽ có cái sự phục hồi đi lên Của cặp tiền đô la Úc AUD USD Đặc biệt chúng ta cũng nhận thấy rằng nó là gì ạ Một cái mẫu hình gọi là uh, W formation một cái mẫu hình hai đáy trên biểu đồ H1 dường như là báo hiệu một cái timing Ờ, đối với cặp tiền đô la Úc tất nhiên là trên cái phương diện scalping trong ngày á thì chúng ta có thể chuyển xuống những cái time frame thấp hơn thí dụ như là M15 phút để tìm kiếm các cái tín hiệu à, với mức stop loss hay là mức quản trị rủi ro ngắn hơn đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm kiếm các cái cơ hội ví dụ như là đạp xuống trong ngày đúng không ạ? Tạo ra W formation nữa. Ở phía bên dưới cái khu vực đáy hỗ trợ này á, thì càng tốt, đó sẽ là cái cơ hội cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên nha. Đô la New Zealand cũng là một cái câu chuyện hoàn toàn tương đồng chúng ta có thể nhận thấy điều này đó là trên biểu đồ H4 á thì mặc dù rằng là đô la New Zealand đã đạp thủng cái khu vực hỗ trợ như là chúng ta đề cập đến á, trong cái bản tin cập nhật vào ngày thứ sáu nhưng theo phân tích kỹ thuật thì sau khi một cái khu vực hỗ trợ bị breakout á thì thông thường nó cũng sẽ có retest nghĩa là gì quay trở lại kiểm chứng kiểm chứng thì có thể xảy ra hai kịch bản hoặc là đi xuống hoặc là đi lên đúng không ạ nếu như mà retest thành công nó sẽ tiếp tục đi xuống nhưng nếu như mà tiếp tục đi lên chỗ này hình thành bull trap và tiếp tục theo chiều hướng đi lên nhưng dựa trên cái tranh lệch của cái hướng đi của lợi tức trái phiếu thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng đó là gì ạ cái hiệu số này lại gợi ý cho cái kịch bản đô la New Zealand có thể sẽ có thêm những cái sự phục hồi chứ không phải là retest ở đây đúng không ạ chúng ta nhận thấy rằng nó gì mặc dù uh, cặp tiền nzd usd ấy, thì rớt xuống khá là mạnh nhưng cái hiệu số này á, thì trong một cái xu hướng có vẻ như là lại đi lên, đúng không ạ? Thành ra cái breakout này á, không được support bởi cái đấy, yếu tố lên thị trường Yếu tố lên thị trường Kèm theo cái khả năng về việc đồng đô la Mỹ có thể sẽ có sự điều chỉnh như vậy Thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng có thể ít nhất là đô la New Zealand sẽ quay trở lại cái khu vực uh, kháng cự cũ Loanh quanh đâu đó khoảng 0.6030 Trước khi chúng ta có cập nhật là sẽ đi lên hay là đi xuống nha USD CAD thì sao anh chị em có thể nhận thấy rằng là tiếp tục là một cái ngày tăng trưởng rất là mạnh vào cái phiên trading ngày thứ sáu gần như là tăng nguyên cả ngày và hướng về trở lại cái khu vực kháng cự cũ 1.36 đúng ạ nhìn biểu đồ hiện tại của đô la của USD CAD đó, thì chúng ta nhận thấy rằng trên biểu đồ daily của nó đang chạm đến một cái khu vực kháng cự rất là mạnh khu vực này có thể nói là khu vực kháng cự rất là mạnh trong quá khứ nó đã có khá là nhiều lần quá khứ gần đây thôi đúng không ạ chúng ta nhận thấy đã có khá là nhiều lần nó kiểm chứng cái khu vực này rồi đúng không ạ à, đây là một lần đây có thể được xem một lần nữa đây là một lần nữa đây là một lần nữa và lần này chính là hiện tại liệu rằng có breakout thành công được hay là không thì chúng ta cần phải thêm thời gian quan sát nhưng tuy nhiên với cái hướng giảm của lợi tức trái phiếu như vậy thì cũng sẽ rất là khó cho USD CAD có thể tạo ra một cái cú bứt phá mạnh mẽ tại cái khu vực này đây là một trong những cái vùng giá quan trọng nếu như không có những cái động thái bứt phá đủ mạnh thì cũng sẽ rất khó để cho à, USD CAD có thể tiếp tục bứt phá đi lên. Song song với đó, chúng ta nhìn vào biểu đồ H1, chúng ta cũng sẽ nhận thấy cái câu chuyện tương tự. Đó là chênh lệch lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ và của Canada thì không có đủ mạnh đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là thông thường trước khi một cái breakout mạnh như này diễn ra, chúng ta cần phải nhìn thấy cái hiệu số này, cái đường màu vàng đó, nó phải bứt phá đi lên rất là mạnh, nó phải bứt phá đi lên rất là mạnh. Nhưng tức là nó phải đi lên thật là mạnh như này cơ, đúng không ạ? Tạo ra một cái khoảng cách chênh lệch đủ lớn. Nhưng hiện tại chúng ta không có thấy cái điều đó mà thay vào đó chúng ta nhận thấy dường như chỉ là những cái trading sideways thôi mặc dù biến độ khá là lớn đúng không ạ thành ra cái câu chuyện liệu rằng USD CAD có break out được khu vực 1.36 này hay không á chúng ta cần thêm thời gian để quan sát đánh giá trước khi có những cái nhận định mới nha thị trường vàng trở thành một trong những thị trường mà mình đang rất là bullish trong cái bối cảnh mà lợi tức trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đang rớt trở lại chúng ta nhìn trên cái biểu đồ H4 thì có vẻ như vàng đang rớt trở lại cái khu vực Ờ, hỗ trợ cũ rất là rõ ràng đúng không ạ? Vùng này là một trong những vùng hỗ trợ chính của thị trường vàng và nhiều khả năng á vàng sẽ có cái cú tăng trở lại từ cái khu vực 2150 này. Lý do tại sao lại trở lên bullish thị trường vàng như vậy thì đó chính là cái hướng đi của lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm này. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng nó là gì ạ? Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ vào cái ngày thứ sáu á thì rớt xuống rất là mạnh và thông thường một cái cú rớt mạnh của lợi tức trái phiếu như này á sẽ kích hoạt cho cái xu hướng tăng giá của thị trường vàng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhìn thấy trên một cái overlay chart là một cái biểu đồ uh, lồng ghép giữa lợi tức trái phiếu cùng với lại thị trường vàng, chúng ta sẽ nhận thấy cái câu chuyện tương tự như vậy. Mọi người bỏ cái chế độ thang đo của nó đi nha. Thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng đó là gì ạ? Uh, trong cái bối cảnh khi mà lợi tức trái phiếu này mà rớt mạnh á thì sẽ kích hoạt cho một cái làn sóng tăng giá rất là mạnh đúng không ạ? Khi lợi tức này tăng lên á thì cũng chỉ hoát lại cái đà tăng của thị trường vàng. Tất nhiên chúng ta cái quan điểm nhận định chung ấy là vàng đang trong một cái xu hướng gọi là uptrend. Cho nên khi lợi tức trái phiếu tăng lên á thì vàng chỉ là điều chỉnh chứ cũng không, không có thật sự rớt giá quá nhiều đúng không ạ? Nhưng khi lợi tức này rớt xuống á thì vàng sẽ bùng nổ lên rất là nhiều và hiện tại chúng ta đang có thể được xem đang là một cái sự phân kỳ uh, đáng kể hấp dẫn đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy lợi tức này rớt xuống mạnh thế nhưng vàng cũng rớt xuống theo, vậy đây ý, là một cái sự uh, bất hợp lý trong cái mối quan hệ thông thường giữa vàng và lợi tức. Cho nên khi lợi tức này rớt xuống mạnh như này á thì mình có kỳ vọng vàng sẽ lấy lại cái đà tăng, nhất là trong một cái bối cảnh chúng ta biết rằng vàng đang rất là bullish trong một cái một cái uptrend rất là bullish như vậy. Cho nên nếu như ngày hôm nay vàng có thể đạp xuống thủng xuống phía bên dưới cái khu vực hỗ trợ chính như này á là 2150 một lần nữa. Đồng thời có được cái mẫu nến thí dụ như là bullish engulfing như này hoặc là cái cây nến pin ba hình thành tại đây á, đó, đó sẽ là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho phép chúng ta tham gia vị thế mua lên hướng tới cái vùng đỉnh cũ, trước mắt là hướng tới vùng đỉnh cũ, xa hơn có thể sẽ là breakout được cái khu vực này nha. Chỉ số chứng khoán S&P 500 thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ? Vào ngày thứ sáu thì có những cái sự điều chỉnh, à, tất nhiên không có quá mạnh, nhưng tuy nhiên quan điểm chung vẫn khá là bullish. Lý do là tại vì một nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn rất là mạnh Kèm theo đó là cái kỳ vọng về cái việc Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm 2024 này Cũng như là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ đến vào cái tháng 6 Thì quan điểm chung vẫn là bullish đối với S&P 500 Tuy nhiên trước khi mà đi lên cao hơn nữa Có thể chỉ số này sẽ quay trở lại retest cái khu vực 2.5.250 điểm Và nơi đây nếu như có thể xuất hiện các cái mẫu nến như là bullish air Ờ... Uh, pin ba chúng ta có thể sẽ xem xét tham gia vào cái vị thế của người mua nha